Đây là một mệnh giá tiền 200k. Thì tiền này cũng bình thường thôi, mà giá trị của nó là cái ngày sinh, cái số series này mình nhá. Nó là 1996-0921. Thì là kỷ niệm của ngày sinh là 21 tháng 9 năm 1996. Tờ này thì mình đang được một bạn ở Điện Biên là chào mua cái tờ tiền với trị giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu thì mình cũng chưa định bán tờ này đâu. Còn các bạn 95 nữa cơ, mấy bạn sinh năm 95 cũng đang cần thì mua số series. Đơn của bạn là mùng 10 tháng à 10 11 tháng 10. Mùng 1 tháng 10 hay mùng 10 tháng 11 năm 95 nhỉ, 1995. Có hai bạn là 1995 ấy. Đang đặt mình cái tờ tiền series mệnh giá, chắc là trùng ngày sinh để các bạn giữ làm kỷ niệm thôi. Một bạn nữa là ngày 11 tháng 7 1989 này. Thế đơn đặt hàng của mình là hầu như các bạn là hầu như là sinh nhật, đặt theo đơn ngày sinh nhật. Thì ai có thì cứ báo cho mình. Thì số điện thoại là 035 501 5588. Mình không có thời gian cho nên là mình không ghi được rõ. Rồi nói chung là cứ có cái ngày sinh nhật với ngày cái năm sinh nó trùng là cứ báo cho mình. Rồi tại vì mình trên nhóm thì anh em bạn bè của mình rất nhiều, trùng hợp với ngày sinh của họ là họ sẽ mua thôi. Còn đây là một tờ này là mệnh giá là hiện tại đang có bạn là trả mình 1,5 triệu, 21 tháng 9 năm 1996. Mình chưa muốn bán tờ này. Còn ai có những cái mệnh giá nào thì cứ liên hệ với mình trực tiếp thì mình thu mua nhé.